Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cư sĩ, con đang tu học trong đạo tràng lớn, đạo tràng cộng tu đều 26 buổi sáng trong tháng. Nghe pháp của thầy Diệu Âm và nhận được rất nhiều ca hộ niệm. Đạo tràng rất là đông thành viên nhưng đa số là đang ăn mặn, chỉ ăn chay ngày tuần. Tuy không trực tiếp nấu ngũ tân để ăn nhưng thành viên ban hộ niệm vẫn ăn những gia vị có chứa thành phần ngũ tân và dễ dàng ăn tất cả những món ăn mà các chùa hoặc các quán chay nấu có nấu ngũ tân. Các thầy dạy là mùi ngũ tân sẽ ở trong cổ có thể ít nhất là các viên vẫn ngày nào cũng đi hộ niệm cho bệnh nhân và cả hương linh. Kết quả thì có nhiều ca hương linh cũng được mềm. Đạo tràng và gia đình gieo ca đó là vãng sinh, tức là hô vang lên là vãng sinh nhé. Song vẫn có nhiều ca hương linh bị cứng. Nếu có ai mà nhắc nhở Phật tử về chuyện ăn ngũ tân thì các thành viên trả lời là không vui, là tu đừng có kẹt quá. Con chưa hiểu vì sao thầy dạy không được ăn ngũ tân mà kết quả hộ niệm của đạo tràng nơi con cộng tu vẫn đi hộ niệm và nhiều thành công như thế vậy. Con kính xin cư sĩ Từ Bi chia sẻ chúng con. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng ta tu hành thì Đức Phật có nói rõ là A Di Đà Phật, con xin sám hối cư sĩ chia sẻ câu này trong 10 phút ạ. Con là thường là cứ nói xong là cứ lên mây nó kéo dài nên Diệu An phải nhắc ấy. Đức Phật có chế ra giới luật. Giới nó là cái áo giáp để bảo vệ cái mũi tên độc khi nó bắn vào thân thể mình. Vậy chúng ta tu bất kỳ hoặc làm bất kỳ điều gì trong Phật Pháp đều phải có giới luật, nó chính là điều kiện. Nếu ta làm không đúng thì chúng ta mắc tội. Thì cái này sợ rằng cái ngày lâm chung của chúng ta, chúng ta sẽ gì? Sẽ kẹt ở đó. Là vì tưởng rằng chúng ta có nhiều phúc báu nhưng cuối cùng chúng ta lại gì? Lại tự hại chính bản thân mình. Thì tại sao trong pháp hộ niệm, nếu ở đây ai mà đã nghe hết 7 tiếng rưỡi về hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có giảng, thì Ngài có nói rằng là đi hộ niệm. Ngài nói sao? Thịt thì có thể ăn được nhưng ngũ tân thì lại tuyệt đối. Thì hôm nay con phân tích ra đây một chút để cho đại chúng hôm nay phải bảo vệ lấy chính bản thân mình. Đừng gì, đừng quá dễ dãi với mình quá. Chúng ta tu mà dễ với chính mình ấy và chúng ta thất bại đấy. Chúng ta hoan hỉ với người, dễ dãi với người, đừng có dễ với mình. Mình như vậy là mình dễ với chính mình đấy. Mình tu hành mà không khắt khe với chính mình ấy là mình thất bại đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không được ăn ngũ tân? Vậy ngũ tân nó là cái gì? Thì hôm nay con trích trong các kinh điển mà Đức Phật có nói. Thứ nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, cái ngũ tân mà Đức Phật nói là năm thứ rau cay nồng ấy, là rau tanh ấy, là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Thì kinh Lăng Nghiêm quyển số 8, Đức Phật đã nói rất kỹ điều này. Phật nói nếu như ai mà ăn sống thì tâm sân rất nặng. Mặt sân thì chúng ta gì dễ dẫn đến việc gan hỏng đấy. Thì bệnh sẽ vào cơ thể thì người đó gì bệnh nhiều và gì có thể chết nhanh. Mà tâm mà ăn chín thì gọi là tâm dâm dục rất nặng. Mà dâm dục thì dẫn đến gì tinh tủy mất. Thì giống như cây mà khô héo mất nhựa ấy, thì nó cũng chết và gì cuối đời. Thứ nhất là dễ gì mê. Thứ hai là thân thể sẽ đau nhức.
xương khớp sẽ rã rời. Mà quan trọng nhất chính là gì? Chúng ta sẽ bị nằm mê và tai biến bất động trên giường. Như vậy thì nó nguy hiểm và có thể chết nhanh hơn. Đấy là gọi là ăn sống và ăn chín. Còn Đức Phật nói nếu như mà người nào ăn năm thứ này thì quỷ, đây là mồi mà quỷ rất thích. Giống như là một con vật chết thối thì con ruồi, con giòi, con nhặng thì đấy là mùi gì? Mùi nó ham thích và nó rất thích. Nhưng con người nhìn thấy này bịt mũi bỏ chạy lánh xa thì hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây lại là mùi quyến rũ của quỷ. Giống như là quyến rũ của con người ta là gì ạ? Là tiền đấy ạ. Cứ đâu có tiền, mùi tiền là con người có, đúng không ạ? Có mặt ngay. Thì hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây đó là mùi quyến rũ của quỷ. Nên ăn năm thứ này vào thì quỷ thường sát bên mình và liếm mép. Và người mà Phật nói đó là cho dù có giảng thông đến tam tạng kinh điển thì chư Phật mười phương long thiên thiện thần Bồ Tát đều lánh xa người ấy. Như vậy là từ trường của người ấy gọi là từ trường của quỷ. Vậy từ trường của quỷ mà tiếp xúc với người bệnh thì thôi coi như xong đời rồi. Có nghĩa là người bệnh thứ nhất, một, có những người mà con đã chứng kiến 100, 1000 ca thì chưa một ca nào chạch. Tiếp xúc với người mà bị ung thư ấy ạ, bị đau ấy ạ. Nếu người ăn hành, tỏi, hẹ, kẹo vào thì 1100 người, thì 100-1000 người đều có biểu hiện thứ nhất. Một, có những người thì phun máu chết tại chỗ. Là vì tư trường quỷ nó kinh khủng lắm. Nên trẻ con trong cữ và người ung thư giai đoạn cuối và người sắp chết là giống nhau đấy ạ. Nó không khác gì nhau đâu ạ. Thần thức rất là yếu nên tiếp xúc với từ trường đó làm cho gì? Người bệnh rất là đau. Có những người phun máu. Có những người thì trợn hai mắt và vật chết tại chỗ. Có những người gì? Có những người thì mê đi. Mê đến gì? Mấy ngày liền. Trường những trường hợp đó chúng con bảo vệ vài hôm niệm Phật, mà có những trường hợp mê ba hôm mà cũng lại tỉnh lại. Có những trường hợp mà mù mất hai mắt, niệm Phật trong mấy ngày lại sáng mắt ra. Có trường hợp mà gì, làm vật tại chỗ, con ngồi niệm Phật 5 phút xong là họ lại tỉnh lại. Có nghĩa là gì? Những trường hợp nó nhiều đến vô cùng vì chúng ta không biết. Có những người mà đau gọi là la đến thấu trời xanh. Vậy chúng ta thấy vẫn vãng sinh. Chúng ta đừng có nhầm. Khi một người chúng ta hộ niệm cho họ có tín, có nguyện, có hạnh thì họ gì? Họ niệm Phật. Thì con nói ở đây là gì? Có những trường hợp tín nguyện hạnh họ mạnh lắm. Giống như một người ốm mà ở trong một ngôi nhà mà thoáng thì càng tốt. Nhưng trong một ngôi nhà mà bí mà khó chịu, nhưng người bệnh đối với cái tâm mạnh thì họ vẫn có thể vượt qua được. Nhưng nếu như ở trong ngôi nhà bí thì đúng không? Thì họ khó chịu nhiều rồi họ không vượt qua được. Còn trong ngôi nhà thoáng phải tốt hơn chứ ạ. Vậy có nghĩa là ngôi nhà thoáng khí chính là người ta kiêng cứ cái ngũ tân cho họ. Kiêng cứ cái từ trường tốt thì họ gì? Nó an lành hơn. Còn nếu ta không kiêng thì giống như một ngôi nhà bí khí và người đó có thể khó chịu và không vượt qua được thì chúng ta lại mang họa đến cho họ. Nên nhiều người không nghiên cứu kỹ hộ niệm. Nhiều lúc là con xin thưa đó, trong ngày xưa ấy có những trường hợp vì người bệnh tín tâm quá mạnh, họ niệm Phật mà trước khi tắt thở họ đi mất rồi. Xin thưa với các Phật tử rằng nếu như vậy chúng ta có đem kèn tây đến thổi người ta vẫn vãng sinh. Là về người ta đi rồi, sau đó chúng ta đem kèn tây đến thổi mai cứ tưởng là à người này hộ niệm là do kèn tây. Hoặc là gì, chúng ta thấy người ta vãng sinh rồi chúng ta gì sát sinh hại vật người ta vẫn vãng sinh. Lại bảo là sát sinh vẫn vang sinh, rồi thổi kèn tông kèn tây vẫn vang sinh, rồi khóc lóc vẫn vang sinh, rồi đưa ra đủ thứ như thế. Họ đã nhầm rồi. Vì những cái trường hợp đó đa phần là ra đi vãng sinh trước khi những điều đó xảy đến. Hoặc là có những trường hợp như vậy là gì? Trường hợp nó quá hi hữu, quá mạnh. Cái người bệnh đó là gì? Người bệnh niệm đến chín mồi rồi, nó quá mạnh rồi, nên gì? Nên mới được vãng sinh. Thì chúng ta lại lấy những ca đó, chúng ta lấy những cái ca đó để làm cho tiêu chuẩn. Dạ Phật, kính thưa cư sĩ Phúc Trí, trong câu hỏi này có một phần là đạo tràng nhận nhiều ca hộ niệm và mặc dù đạo tràng vẫn sử dụng ngũ tân như vậy
nhưng có nhiều ca vẫn là mềm mại. Nhưng đạo tràng nói rằng là vãng sinh ạ. Thì xin cư sĩ chia sẻ rõ phần đó. Đấy, thì con nói là trường hợp mạnh, người bệnh tín tâm mạnh thì như vậy. Vậy nếu như trường hợp mà người bệnh mà không có tín tâm như vậy thì sao? Mà ta hộ niệm cho họ mềm, chưa thể khẳng định vãng sinh. Là vì mềm là một trong những điều kiện gì của sự vãng sinh thôi, chứ chưa phải đủ. Vậy mềm có thể về tam thiện đạo là trời, người và cõi thần. Vậy nếu như niệm Phật ấy giúp cho họ tiêu trừ nghiệp chướng ấy thì họ cũng mềm thân thể. Con đã chứng kiến một cái ca đây. Một cái ông cụ này có người con rất là chăm làm Phật pháp, chăm là gì, làm phước thiện. Nhưng người con này lại không chịu nghiên cứu hộ niệm nhiều. Thế là lúc bố bị bệnh mới mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho bố. Ông ấy hoan hỉ ngồi niệm Phật trước đại chúng lắm. Nhưng sau khi đại chúng ra về, ông ấy kéo con ông lại bảo: "Con ạ, từ mai đừng bảo họ đến niệm Phật nữa, bố không thích đâu." Trước mặt thì biểu diễn kinh lắm, nhưng sau khi ra về bảo với con là: "Thôi con ạ, từ nay về sau đừng bảo họ đến niệm nữa." Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì ông ta chết. Ông ta chết thì người con nó lại gọi mấy người đến niệm Phật. Nhưng sau khoảng 12 tiếng ông ta mềm rũ rượi luôn. Đến hỏi con này có vãng sinh hay không, con là còn không biết. Nhưng nếu như ông cụ không muốn vãng sinh, lúc đó trước đó ông bảo thế, thì như vậy thì không thể vãng sinh đâu. Vậy thì chúng ta tưởng tượng mềm nhưng không thể bảo là vãng sinh được. Phải nói là tín nguyện hạnh thì Ấn Tổ nói là gì? Thứ nhất, người bệnh tín nguyện hạnh. Thứ hai, gia đình thành tâm. Thứ ba là ban hộ niệm làm như lời Phật và Tổ sư trong Tịnh Độ Tông dạy thì mới có phước phần gọi là phần vãng sinh là 100% đấy. Vậy chúng ta là phàm phu nên chúng ta không thể nào khẳng định, rồi cuối cùng gì? Đưa ra những cái ta làm sai lầm rồi ta áp vào đó, rồi cuối cùng là gì? Để cho đời sau chúng sinh lại lầm tưởng là vậy vẫn vãng sinh. Tội này chúng ta phải chịu trách nhiệm. Vì sao? Kinh Phạm Võng Đức Phật nói trong quyển Hạ: "Ăn ngũ tân là hành hẹ tỏi kiệu hành tây, là mang tội khinh thường Phật Bồ Tát." Tội này nặng lắm. Kinh Tề Ni Mẫu Đức Phật có nói: "Ăn vào rồi thì phải cách ly chúng 7 ngày, không được nhập chúng, không được lên chánh điện." Đức Phật nói rõ nhỉ, phải xông hơi trầm hương 7 ngày sau mới được nhập chúng. Nếu ai chót ăn thì phải như thế. Còn Ngài nói nếu cố tình ăn thì phước báo giảm dần, giảm dần đến khi chết có phước lớn thì cũng chỉ sinh về cung điện của ma vương sau khi hết thọ mạng cõi trời, lập tức đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục. Như vậy không đáng để chúng ta ăn đâu. Hôm nay con mong cho đại chúng hôm nay hiểu rõ là gì. Nếu như vậy thì sau này sẽ không còn phân biệt đâu đúng đâu sai, đâu đúng là pháp hộ niệm và đâu là gì, đâu là tà pháp nữa rồi. Hộ niệm là phải áp dụng cho đúng, vì cái gì cũng có hai mặt ạ. Nghe con dặn đấy, cái gì có hai mặt. Hai mặt nếu làm đúng thì phước báu là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, thì làm đến đâu chắc đến đấy. Chỉ cần một đời làm được một ca mà thực sự áp dụng chính xác, ta làm đúng nha, đừng làm sai, một ca vãng sinh đủ để ta tỉnh lúc lâm chung rồi, chứ đừng có ham hố. Lần trước một ca thôi là đủ để vãng sinh, để tỉnh táo rồi nhá. Con mong các đại chúng hôm nay, các Phật tử cố gắng là nghiên cứu kỹ để tránh cái điều sơ suất tối đa, chứ đừng thấy là như vậy rồi ta tưởng vậy là đúng, rồi ta áp dụng vào. Giống như người mê, ta hộ niệm thấy họ mềm, rồi mai cứ lấy tiêu chuẩn là mê hộ niệm vẫn vãng sinh, làm gì có. Đúng là làm gì để phá pháp hộ niệm đấy ạ. Nên không ai phá pháp hộ niệm bằng gì? Bằng người hộ niệm. Con xin thưa rõ nhá, không ai phá pháp Phật bằng người học Phật, không ai phá pháp hộ niệm bằng chính người hộ niệm. Nên hôm nay chúng ta nhớ hãy cẩn thận những điều đó mà chúng ta trở thành gì? Thành gọi là nghịch tử trong cái pháp đó ạ. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí đã chia sẻ câu này rất là cụ thể. Con xin kính mời trên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng trang nghiêm lắng nghe Đức Phật dạy rõ về ăn ngũ tân. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy quan sát như sau: 12 thể loại chúng sanh trong thế gian không thể tự bảo toàn, họ phải nương một trong 4 loại thức ăn để sinh sống, đó là thức ăn của tiêu hóa, thức ăn của cảm xúc, thức ăn của ý niệm và thức ăn của tâm thức. Cho nên Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh đều phải nhờ thức ăn để sinh sống. Này A Nan, do vì hết thảy chúng sanh phải ăn mới có thể sống, nhưng nếu họ ăn phải chất độc thì sẽ tử vong. Những chúng sanh nào mong muốn vào chánh định thì phải tuyệt hẳn 5 loại thực vật hôi nồng.
Nếu ăn chín 5 loại thực vật hôi nồng này thì sẽ phát sinh dâm dục, còn ăn sống thì sẽ gia tăng sân si. Cho dù những người ăn 5 loại thực vật hôi nồng mà có thể giảng giải 12 bộ kinh đi nữa, nhưng do chư thiên và tiên nhân ở các thế giới trong 10 phương rất ghét mùi xú uế của các loại thực vật đó, nên họ đều sẽ xa lánh. Ngược lại thì những loài ngạ quỷ sẽ đến liếm và hôn môi của người đã ăn các loại thực vật đó. Kẻ kia sẽ luôn chung sống với quỷ, phước đức càng ngày càng suy hao và chỉ tăng trưởng những việc không lợi ích. Khi những người tu chánh định ăn các loại thực vật đó, chư Bồ Tát, trời, tiên và các thiện thần trong 10 phương sẽ không đến bảo hộ. Trái lại, những đại lực ma vương sẽ thừa cơ hội đến ở trước họ, rồi hiện ra thân Phật và thuyết giảng tà pháp. Chúng sẽ phá hủy giới cấm và ca ngợi tham sân si. Sau khi mạng chung, họ sẽ tự động làm quyến thuộc của ma vương. Khi đã hưởng hết phước làm ma, họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Này A Nan, những ai tu hành đạo giác ngộ thì phải vĩnh viễn tuyệt hẳn 5 loại thực vật hôi nồng. Đây gọi là bước thứ nhất để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, đại chúng vừa được nghe một đoạn trích trong Kinh Lăng Nghiêm quyển số 8, nói về Phật Thích Ca Mâu Ni, nói về ưng cữ ngũ tân, hành, tỏi, kiệu, hẹ và hành tây, các họ nhà hành. Và không chỉ Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Tỳ Ni Mẫu và Kinh Phạm Võng, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói về ngũ tân này. Chính vì vậy, con kính mong toàn thể đại chúng hãy nghe lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Đời này muốn liễu sinh thoát tử thì nhất định phải kiêng cữ ngũ tân để chúng ta an toàn trên con đường vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.